Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh. Và mình là Thu Anh, Tarot Reader với hơn 7 năm kinh nghiệm. Ở đây mình mang đến cho bạn những cái bài giảng, những cái video về Tarot, tự học Tarot rất là ngắn gọn, xúc tích và không có dài dòng. Đấy, nên nếu mà bạn nào muốn tìm một nguồn, một tài liệu đáng tin cậy để học Tarot, làm sao mà đọc tài liệu cái mà xem được bài luôn, thì mình thấy kênh của mình là một địa chỉ phù hợp. Ok, tự PR cho bản thân tí. Giờ trước khi vào với bài giảng của ngày hôm nay thì các bạn đừng quên là có thể đặt lịch trải bài riêng này, lá số chiêm tinh cá nhân. Hiện giờ thì mình đang tạm ngưng nhận dạy một kẻ một rồi. Mình cũng không biết trong tương lai khi nào dạy lại, khi nào... Nói chung tại thời điểm hiện tại, tại thời điểm ra cái video này là tạm ngưng. Còn nếu mà bạn nghe video này vào năm 2022 thì có thể lúc đó mình đang mở lớp lại rồi nhá. Ok, qua các bạn có thể biết đến mình, đặt lịch với mình thông qua fanpage Chiêm Tinh Cổ Học trên Facebook ạ, hoặc là fanpage Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Ngoài ra bạn nào mà muốn có một nhóm, một cộng đồng cùng nhau thảo luận, bàn luận về những vấn đề liên quan đến Tarot, kiến thức về Tarot, các bạn có thể tham gia nhóm của mình, nhóm công khai cộng đồng Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Nhóm của mình tính đến thời điểm này là được 13.000 thành viên rồi. Ok, và ngoài ra bạn nào mà hứng thú với đời sống cá nhân của mình đấy, muốn xem ảnh selfie của mình, muốn xem ảnh mèo, ảnh cuộc sống hàng ngày của mình, thì các bạn có thể theo dõi mình trên Instagram magicshop.tarot. Tất tần tật link mình để ở phần phía dưới phần mô tả của video này nhá. Ok, bây giờ vào với phần kiến thức thôi. Bài giảng của ngày hôm nay hai gậy. Rồi, hôm nay sẽ là phân tích chi tiết lá ẩn phụ, lá hai gậy. Đầu tiên nhìn vào hình ảnh, ta thấy một người đàn ông. Rồi, cầm quả địa cầu. Rồi, một tay đặt lên gậy. Rồi, và đang nhìn về nơi nào đó xa xăm. Ok, bây giờ ta nhớ lại một chút. Gậy đại diện cho năng lượng của sự đam mê, nhiệt huyết, của lửa, của hành động. Ok, một gậy là một hành động mới, đam mê mới, nhiệt huyết mới. Hai gậy là hai hành động mới. Ok, hai hành động mới, hai nhiệt huyết mới, hai đam mê mới. Bây giờ mình nghĩ thôi. Một cái người mà có một đam mê thôi, không nói làm gì, có tận hai đam mê. Đấy, mà tay còn cầm quả địa cầu như muốn thôn tính cả thế giới. Thì khi mà nhìn vào những cái hình ảnh đó, bạn nghĩ đến từ khóa gì? Mình nghĩ đến ngay từ tham vọng. Và cái từ khóa lớn nhất, cái ý nghĩa lớn nhất của lá hai gậy này chính là sự tham vọng. Rồi, thế bây giờ bạn có thể hỏi mình là vậy thì tham vọng là tích cực hay tiêu cực? Đối với mình thì cái lá này cũng như là sự tham vọng là trung lập. Đấy. Nhờ có tham vọng mà con người ta mới tiến được về phía trước, công nghệ mới phát triển, xã hội mới phát triển như ngày hôm nay. Nhưng cũng vì tham vọng mà rất nhiều người đã phải trả giá cho cái lòng tham đấy của mình. Dù sao thì tham trong tham vọng chính là tham lam mà. Vọng ở đây là danh vọng, tham lam danh vọng, đúng không nào? Đấy. Liệu cái sự tham vọng này của bạn có phải là sự tham vọng vừa phải vừa đủ hay không? Hay là tham vọng quá đà đến mức mà giống anh chàng Chariot á, đến khi đạt được mục tiêu thì lại mất hết những thứ xung quanh. Đấy. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái lá đi kèm. Còn mỗi cái lá này không thôi, chỉ biết là tham vọng thôi. Ok, thế thôi. Ý nghĩa của hai gậy, từ khóa ý nghĩa hai gậy chỉ đến thế thôi. Tham vọng có muốn làm nhiều thứ này, rồi nhìn xa trông rộng này. Đấy, nếu mà để miêu tả người nhá, thì đây là một cái người mà ok, trước hết là họ có nhiều tham vọng. Cái thứ hai là họ có tầm nhìn. Họ có tầm nhìn. Thật ra thường thì những người tham vọng là thường là có tầm nhìn, họ nhìn xa. Vì họ nhìn xa, họ biết là cái đích nào nên đến. Đấy, bởi vì họ nhìn xa hơn người thường nên là họ tham lam hơn người thường một chút. Rồi, giỏi. Bạn có thể miêu tả cái người này là khá là giỏi. Đấy. Tuy nhiên nhá, mặc dù đây vẫn là năng lượng của gậy. Đấy, tuy nhiên là anh ta có theo cái trải nghiệm, theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình, để biết được cái người này họ có thật sự hành động hay không, hay họ chỉ là nghĩ rồi để đấy, hay họ chỉ là tham vọng rồi để đấy, thì ta nên kết hợp với những lá xung quanh, những lá khác.
Bởi vì á, có những người thì họ tham vọng thật, nhưng không phải lúc nào họ cũng có khả năng để hành động. Đấy. Bởi vì cái nó thế nào nhỉ? Cái khả năng, cái nhân tố, cái yếu tố giúp cho bạn ra ngoài để hành động, giúp cho bạn ra ngoài để bước những bước đầu tiên, nó lại là một cái kiểu năng lượng khác. Còn tham vọng đôi khi nó chỉ nằm ở trong đầu bạn thôi. Đấy. Còn bạn có dám biến cái tham vọng đấy, cái ước vọng đấy của bạn thành hành động hay không, nó lại là chuyện khác. Đấy. Biết thế nhá. Rồi, thì nếu bây giờ trong cái ví dụ là tình cảm anh ta hoặc cô ta dành cho tôi, giả sử hai bạn ấy mới bước vào một mối quan hệ được 1 tháng, thì cái mối quan hệ đó, bạn muốn hỏi là cái tình cảm anh ta cô ta dành cho tôi, anh ta tham vọng trong mối quan hệ này, cô ta tham vọng trong mối quan hệ này. Nghe cứ hơi trái thế nào đấy đúng không? Không được xuôi tai. Có thể là trong cái mối quan hệ này anh ta hoặc cô ta nhìn khá là xa. Có tầm nhìn trong cái mối quan hệ này, anh ta và cô ta có thể chưa gì đã tưởng tượng được trong đầu về một cái viễn cảnh, một cái lâu dài cam kết với ta rồi, với mình rồi. Ok, trước mắt là anh ta cô ta muốn cam kết với mình, nhưng cái lý do để cam kết với mình là vì yêu mình, là muốn lâu dài với mình và thật lòng với mình, hay là vì một cái lý do nào khác thì chưa nói luôn được đúng không? Nhưng thường nhá, với mình thì khi mà rút được lá này mà hỏi cái câu như là tình cảm của anh ta cô ta dành cho tôi á, thì đúng là muốn cam kết thật. Nhưng mà có một số lý do đằng sau cái sự muốn cam kết này. Nó không đơn thuần là tình yêu thuần túy, trừ khi là trong cái trải bài của bạn nó có thêm nào là 2 ly, 1 ly, 10 ly, 6 ly đó, và rút 5 lá thì 4 lá ly đẹp và 1 lá 2 gậy, thì ok, mình diễn giải theo cái hướng là tình yêu thuần túy. Tuy nhiên là nếu ra lá này cộng thêm những cái lá khác, nó như kiểu là công lý này, công lý hoặc là vua kiếm đi đấy, nói về đầu óc suy nghĩ thì anh ta muốn cam kết với tôi, nhưng mà anh ta hoặc cô ta có lý do nào đó khác nữa. Thế mình hiểu thế này này, đôi khi á, cái lý do đó nó không hẳn là những gì quá xấu xa đâu. Đấy. Đôi khi nó không phải là anh ta hay cô ta muốn lợi dụng tài chính vật chất của tôi, đôi khi không phải như vậy đâu các bạn ạ, mà có thể chỉ là họ nhìn thấy ở tôi, hay là ở tôi có cái tính cách hoặc là cái đặc điểm mà họ cảm thấy là cùng tôi đi lâu dài được. Có một số người thì yêu 100% bằng trái tim, nhưng cũng có một số người là yêu bằng 50 cái này 50 cái kia. Không hẳn là xấu nhá, không hẳn là xấu nhá. Đấy, thật ra thường thì mình thấy những người mà giữ được cái sự lý trí trong tình cảm á, đôi khi họ lại trung thủy hơn những người yêu bằng cả con tim đấy. Đấy. Nghĩ mà xem, bạn thử nghĩ về cái vấn đề này mà xem. Đó, nha. Thế thì có thể là anh ta hay cô ta nhìn ở tôi là tôi còn hoặc đơn giản thế này, có một số người họ ra ngoài và họ làm việc, họ muốn là con người của công việc sự nghiệp, thế nên họ muốn tìm kiếm một người bạn đời ở nhà nội trợ và chăm sóc gia đình con cái cho họ. Đấy. Thì họ thấy bạn có những cái đặc tính đó, bản thân bạn cũng thích ở nhà chăm sóc mọi người, khâu vá rồi may vá thêu thùa, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, họ bảo là được, thế là bạn hợp với cái role, cái vị trí, cái position mà họ đang tìm. Đấy, có thể là cái cảm xúc dành cho bạn nó không quá mãnh liệt, nhưng mà bởi vì họ bạn đáp ứng được những cái thứ đó của họ, nên là họ muốn kết hôn, họ muốn lâu dài với bạn. Dĩ nhiên là họ sẽ vẫn rất là trung thủy với bạn, tốt với bạn. Đấy. Chứ không phải là mày ở nhà tao kiếm tiền nên là tao đối xử với mày như cức. Với cái này thì cũng có thể là quan điểm riêng thôi, nhưng với một số bạn thì có thể thấy rằng là yêu là phải 100% rồi, yêu không được toan tính là cái này có thể quan điểm riêng thôi ha. Rồi thì nếu bây giờ đến với cái câu hỏi là mối quan hệ này hai người đang cãi nhau hay xung đột, thì liệu trong thời gian tới
có nên chia tay không, có lời khuyên nào trong mối quan hệ không mà ra hai gậy. Thì có thể ở đây là khuyên bạn đó, cái bạn hỏi á, thay vì chia tay là hãy thử nhìn xa một chút, nhìn vào bức tranh tổng thể, nhìn vào bức tranh lớn một chút. Đấy, đấy là còn với cái lá này thì mình có thể hiểu là hai bạn ấy đang có những cái mâu thuẫn nó hơi nhỏ, nó hơi mâu thuẫn lắt nhắt lặt vặt không ra đâu vào đâu cả. Đấy, kiểu như là tại sao anh lại đọc tin nhắn của em mà không rep này, tại sao anh lại thả tim hay like ảnh con bé này con bé kia, tại sao đọc tin nhắn rồi mà không gọi cho em, này những cái giận hờn rất là trẻ con, mà không nhìn được bức tranh toàn cảnh đấy là mình bận họ cũng bận này, tìm được cái thời gian cho nhau đã khó lắm rồi này, thế sao cớ gì cứ gặp nhau là cãi nhau bla bla bla. Ok, hai gậy là như thế. Rồi, trong công việc đi. Một bạn đang tìm việc thì bạn hỏi thời gian tới có tìm được việc không, công việc có ưng ý không mà ra hai gậy. Thì thời gian mình cũng chưa nói được nhiều luôn từ hai gậy đâu. Nó cũng có, nó có thể chia ra làm hai trường hợp. Một là có lâu bạn mới tìm được việc. Vì thật dù sao là hai gậy giống như kiểu nhìn xa, nhìn vào một cái tương lai hơi xa một chút ấy. Đấy, bạn ấy vẫn cần phải luyện tập thêm, học tập thêm hay chuẩn bị kỹ hơn cho cái CV, hồ sơ của bạn. Đấy, hoặc là bạn có tìm được việc và công việc của bạn ấy có liên quan đến yếu tố nước ngoài, hoặc là bạn phải đi xa để làm việc đấy. Hoặc là trong công việc của bạn ấy, bạn ấy có thể sao ta, bạn được nhận được việc và cái vị trí của bạn ấy giống như kiểu là người lên kế hoạch cho tổ chức, hay là người tạo ra tầm nhìn cho tổ chức ấy. Đấy, có rất là nhiều cách để nói, để trả lời cho một câu. Thì chúng ta sử dụng cái lớp ý nghĩa nào của lá, chúng ta phụ thuộc vào những lá đi kèm, và ngoài ra là phụ thuộc vào cái trực giác của bạn tại thời điểm đó. Bạn rút được lá thì cái thông điệp nào nó bụp lên trong đầu bạn ngay tại cái thời điểm bạn nhìn thấy cái lá này, thì đó chính là cái thông điệp bạn nên sử dụng. Đấy, ok nhá. Rồi, thế câu cuối cùng đấy là một bạn, bạn ấy đang làm nhân viên rất bình thường thôi, công việc không có gì để khúc mắc thắc mắc cả, chỉ đơn giản hỏi là từ nay đến cuối năm có vấn đề gì không, cần lưu ý cái gì trong công việc. Mà ra hai gậy thì có thể là từ nay đến cuối năm bạn ấy bỗng bỗng tự dưng thấy tham vọng hơn, muốn làm được nhiều thứ hơn, muốn lên chức rồi muốn tăng lương. Đấy, cảm giác như bạn ấy có gì đấy tham vọng hơn. Đấy, thì liệu bạn ấy có đạt được cái tham vọng của bạn ấy hay không, hay là biến cái tham vọng đấy thành lòng tham vô đáy thì ta kết hợp với những lá khác. Đấy, hoặc là có thể là trong công việc bạn ấy được đi xa rồi, bạn được đi nước ngoài, hoặc bạn được đi đâu đó được có sự di chuyển địa lý ở đây. Ok nhá. Rồi, thì đấy là phân tích chi tiết lá hai gậy. Chắc là mình sẽ dừng cái bài giảng ngày hôm nay tại đây. Đấy, lá ẩn phụ thì rất dễ, rất đơn giản thôi. Bạn học lá nào biết lá đấy. Nó không bị trừu tượng hay là trong một cái hành trình lớn giống như gã khờ, giống như cái bộ ẩn chính. Bộ ẩn chính thì bạn học lá nào thì học xong lại phải quay lại cái hành trình của gã khờ nha. Bộ ẩn phụ thì không cần. Ok nhá, thế là mình sẽ dừng cái bài giảng ngày hôm nay tại đây. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, theo dõi kênh hoặc là bình luận. Rồi các bạn có thể đặt những cái câu hỏi liên quan đến tarot, cũng như là trải bài, cách đọc bài, mẹo đọc bài, hay là vấn đề huyền học nói chung. Nếu mà không có câu hỏi gì, các bạn có thể bình luận thả tim đấy, để tăng tương tác cho kênh, coi như là một cách để ủng hộ kênh của mình nhá. Rồi, ok, bye bye các bạn.